Xin chào anh em. Anh biết tại sao tôi cầm cái nhẫn này không? Tại vì tôi muốn khoe cho anh chị một cái viên đá rất là nhỏ bé ở bên cạnh nhẫn này. Thì đây là một cái loại đá hiện tại bây giờ được đánh giá là cực kỳ đắt tiền. Đấy là Sivinel xanh chân tông anh chị. Và đây là cũng là một cái sản phẩm đầu tiên sau gần chục năm hoạt động của Tay Gem thì tôi mới đưa một cái viên đá này lên trên sản phẩm nhẫn, tại vì là nó khá là hiếm anh chị. Nếu viên đá xanh nhỏ này mà to như thế này thì chúng ta phải bỏ ra số tiền theo ước chừng và những cái thông tin mà đã giao dịch trên nhóm cộng đồng ấy thì nó rơi vào tầm là khoảng 6 tỷ, cỡ khoảng 6 tỷ một viên tầm 5-6k, mà gần như không tồn tại, gần như ít gặp lắm anh chị. Một cái viên khoảng 3k, 2k mà nó dạn dạn vỡ vỡ chúng ta đã phải mua ấy, khoảng 1 tỷ 8 rồi, cỡ như vậy. Thì đây là một trong những loại đá thứ nhất đắt thì là cũng tương đối là đắt nhưng mà cũng không phải đắt hẳn. Thế nhưng có một cái là chúng ta không thể mua được tại vì không có hàng để mua ấy, nó ít như thế. Thì hôm nay tôi làm cho anh Hải một cái nhẫn. Anh chị nhìn thấy không? Đây là một viên si xanh. Anh có một cái thiết kế tôi cũng chưa hiểu. Đây là cái thiết kế một cái logo riêng của anh ấy thôi. Tôi cũng chưa kịp tìm hiểu xem cái này là chắc là chữ Minh Hải rồi. Khả năng là chữ Minh Hải và đây rất nhiều kim cương. Trên cái sản phẩm này thì tôi thấy là theo thống kê thì khả năng nó lên tầm khoảng 60 viên đấy anh chị. 5-60 viên kim cương đấy. Trong đó cái số lượng mà hàng to nhất chúng ta là 1 ly 7. Đây là cái bảng thống kê kim của chúng tôi nhé. 1 ly 7 là 24 viên, rất là to. Và chi phí dành cho cái nhẫn này chúng tôi xuất hiện là 48.200. Còn viên đá này theo anh Hải tiết lộ thì anh mua với giá 29 triệu, gọi là gần 30 thì nó loanh quanh khoảng 80 triệu cái nhẫn này anh chị nhé. Thì theo anh chị 80 triệu với một cái nhẫn thì nó thế nào ạ? Nó có quá là nhiều tiền không? Theo tôi thì tôi nghĩ là 80 triệu là tương đối là nhiều tiền. Thế nhưng mà với đam mê thì với lại kinh tế mỗi người khác nhau. Đấy, 80 triệu khá nhiều tiền. Đây là hai cái sản phẩm như tôi đeo nhẫn to, anh Hải đeo thích đeo kiểu cũng là văn phòng một chút thì đeo cái nhẫn như này, hợp lý không anh chị? Ok, chị xem thêm anh chị muốn biết cái màu này thì tôi sẽ cung cấp cho anh chị cái màu sắc ở trên video phía sau nhé. Ok, cảm ơn rất nhiều, xin chào tạm biệt anh chị.